Minh Hô, tôi ở Dương xin kính chào quý khách nhá. Chào bác Việt Hiền này, chào bác Ngô Văn Hoàn này. Những khách hàng nào đang xem buổi báo giá của em Hương thì hôm nay em lại lên một buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Về thêm rất là nhiều xe. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Những khách hàng nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em đi nhá. Chào anh Lê Trung Kiên này. Dù rất là ốm nhưng mà em vẫn muốn lên một buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay, vì về thêm rất là nhiều những mẫu xe. Chào anh Đức Quang nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Rất là nhiều xe luôn. Số điện thoại thì em ghi rồi. Chào anh Thành Văn nhé. Để em ghi số điện thoại lên nào. Chào anh Tạ Duy này. Vâng, lắng quá này. Lắng nhưng vừa lắng vừa ốm nhưng mà vẫn muốn like một buổi. Vì tối nay em lại bận đi Bắc Giang rồi. Đây có một bác ở Bắc Giang gọi bán cho hai chiếc xe nên là tối nay phải đi Bắc Giang rồi. Chào anh Lê Trung này. Lê các anh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em với ạ. Về thêm rất là nhiều dòng xe mới luôn. Rất là lắng lóng nhưng mà chiều nay lại đi Bắc Giang bắt xe cùng với đoàn nhà em rồi nên là em phải like trưa nhá. Rất là ốm luôn, giọng vẫn còn đang khác đây, mặt vẫn còn tưng bừng lên. Các anh chia sẻ cho em lên nào. Bây giờ em xin phép được quay sang cam sau nhé. Quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay. Đã đầu tư một quả áo, áo có điều hòa, có gió để làm mát, không thì không thể like được. Các anh chia sẻ cho em nha, các bác nhìn thấy không ạ? Này, áo gió điều hòa mát bay tung người lên đây này. Chào bác Phạm Tuấn Điệp nhé, em xin phép được quay sang cam sau này để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay. Nên các anh chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em. Giảm từ 10 đến 15 triệu trên một đầu xe trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chào anh Cảnh Trần nhá. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương nào. Rất là nhiều xe luôn, lắng lắm. Hải Dương lắng lắm. Hôm nay thì em có hẹn với một bác ở Kim, với một bác ở thị trấn Trũ là để đi bắt xe ở trên đấy rồi. Nên là các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em xin phép được đội cái lón rồi em đi quay báo giá luôn đây. Về thêm rất là nhiều xe, bây giờ nó đang dâm, em xin phép cho quay ra ngoài trước nhá. Tí nó lại lắng lên để không quay được. Hôm nay thì em về thêm được một mẫu Spark siêu nhân này. Chào anh Nguyễn Trung Dũng là chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi các bác ơi. Em gái này nhiều xe đẹp, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chào anh Trương Nguyễn này. Một chiếc Spark số tự động đời 2015, được trang bị động cơ là 1.2 số tự động đây ạ. Xe này là 5 chỗ ngồi nhá, không phải là 2 chỗ ngồi đâu. Spark 5 chỗ ngồi đời 2015 em Hương đang bán là 235 triệu. Nước sơn là màu trắng đẹp đây. Chevrolet cờ đuôi bản lắp ráp trong nước, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023. 235 triệu đời 2015, động cơ chỉ có 1.0 thôi, biển 26 nhá. Xe rất là đẹp luôn. Nếu như mấy hôm trước thì em về được chiếc Spark số tự động là 2 chỗ thì em này là 5 chỗ rồi. 5 chỗ rồi các bác ạ. Các bác nhìn cái cụm đồng hồ chất chưa? Đồng hồ rất là chất này. Màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Chevrolet Spark đây ạ, 235 triệu đời 2015. Chào anh Nguyễn Thượng Luận này, chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios bản E xịn này. Vios bản E xịn đời 2009, động cơ 1.5, em Hương đang bán là 208 triệu. Vẫn ốm anh ạ, thật sự là vẫn là ốm. Nhưng mà cố livestream vì tối nay em còn có việc đi sang Bắc Giang bắt xe cùng với thợ. Khách hẹn hai chiếc xe cơ nên là phải livestream một chút buổi trưa. Vios bản E xịn đời 2009 trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Hương để cho mình còn 200 triệu tròn bao rút hồ sơ, quay rõ cả biển này. 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios đời 2009 bản E xịn đây, giá bán là 208 triệu. Còn bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio, Kia Rio bản nhập Hàn nguyên chiếc đời 2016, động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 395 triệu. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em nào. Ốm nhưng mà vẫn vì khách hàng vẫn livestream đây ạ. Nhiều khách hàng chỉ thích xem xe trực tiếp trên buổi báo giá thôi, vì lúc đấy thì em nhiều đầu xe. Chào anh Trần Linh nhé. Kia Rio đời 2016 nhập khẩu, động cơ 1.4, em Hương đang bán là 395 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 380 triệu trực tiếp trên livestream, bớt luôn 15 triệu trên livestream. Chỉ trên livestream mới có giá như vậy thôi nhé. 385 còn 395
còn 380 trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Xuống livestream em sẽ không để cái giá này đâu. Bên đây thì có một em xe Ghét này, Ghét nhập khẩu, máy số cực êm, đời 2007, 188 triệu, động cơ trang bị là 1.4. Ghét nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4 đây, 188 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nữa này. À, em này là bản lắp ráp trong nước. Em Kia Morning này là bản lắp ráp trong nước rồi. Em này số sàn 148 triệu. Kia Morning đây, bản Sport đời 2011. Đấy, chỉ hơn 100 triệu có xe Kia Morning đi rồi. Em này thì mới về nên là chắc phải dọn rửa một chút nữa thì nó mới đẹp được. Kia Morning bản Sport đời 2011, 148 triệu cho khách hàng nhà mình đây ạ. Biển thủ đô Hà Nội. Chào anh Tua Ngọc, chào anh Thắng Lê nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark Van đăng ký 2 chỗ ngồi. Em này giá chào bán là 85 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay thì em để cho mình bớt luôn 10 triệu đồng. Chỉ trên livestream mới nói đó, bớt mua 10 triệu đồng còn 75 triệu cho chiếc Spark. Bác nào mà quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Hôm nay thì em cũng chốt một chiếc xe Honda CRV về với chủ mới rồi. Xe lồng đang đưa đi rồi nhưng mà bận livestream nên chưa thể làm video được. Nên các bác nhìn này, xe lồng đến mang xe đi rồi. Một chiếc xe Honda CRV và một chút nữa thì sẽ là một chiếc xe Kia Morning. Vậy là hôm nay em Hương chốt hai xe lên xe lồng rồi các bác ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Nào khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Rất là nhiều xe luôn. Một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu xanh, rất là mát mắt luôn. Antis đời 2009 thì em không có, nhưng em có Antis đời 2010. Em Hương đang bán là 395 triệu. Trong buổi livestream này nếu như mà anh Linh mà thích thì em sẽ để cho anh còn 385 triệu đời 2010. Số tự động nhá, Corona Antis nồi đồng cối đá thương hiệu rồi. Đi thì bền bỉ, tiết kiệm và phá không bao giờ hỏng được các dòng xe đấy này. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2016, nước sơn màu vàng đây ạ. Có xe màu xanh, à màu xanh đẹp nhá. 215 triệu. Một chiếc xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao lên lồng. Và một chút nữa sẽ là một chiếc xe Kia Morning cũng lên lồng rồi. Chào bác Gia Hân này, chào bác Thành Văn này. Chia sẻ lên cho em, anh Trần Linh ơi, em có Corona Antis đời 2010 số tự động anh nhá. 395. Trên livestream em sẽ bớt luôn 10 triệu đồng. Em rất hoan nghênh khách hàng xem live và chốt trên livestream. Bao giờ em cũng để cho mình một cái giá yêu thương nhất luôn. Đợi em một chút, em sẽ quay cho mình chiếc Corona Antis này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning bản này là bản full đồ, 128 triệu thôi. 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản full đồ đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Grand i10 thì em còn có một chiếc màu trắng bản sedan 2 đầu mới về đây. Em này là biển 34 bánh đậu xanh mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào bác Giang Vũ nào. Chết rồi, khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Em mới về thêm này. Một chiếc xe Grand i10, nước sơn màu trắng đẹp đây. Rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm về Grand i10 mới về này, em mới về nhá. Chào anh Đỗ Thanh Tùng này. Anh Đỗ Thanh Tùng cân đối thế nào về chiếc xe i10 bên em rồi anh. Hoặc có thể mua chiếc xe i10 là em mới về đây ạ. Bản sedan 2 đầu, nước sơn thì màu trắng đẹp. Grand i10 mới về chiều nay thì em sẽ lên sẽ lên video chi tiết này. Chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Một chiếc xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao thì lên xe lồng rồi này. Một chút nữa còn Kia Morning nữa cơ. Còn ở đây thì em có một chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante này, một chiếc xe nước sơn màu đen đẹp lên hết cho em rồi. Đèn halogen này, có đèn phá xương. Biển 34 bánh đậu xanh. Hyundai Avante đời 2014, số sàn 1.6 nhá. Em Hương đang bán là 279 triệu. Xin nhan trên gương, có vỉ chắn mưa đầy đủ cho em. Chào bác Phạm Hơn này. Hoặc bên đây thì em có một chiếc xe Hyundai Accent. Accent đời 2018 này. Bản này siêu lướt lướt cho em đây. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Xe chạy chuẩn là được 5 vạn. Số tự động, máy số zin, nội thất zin, tất cả zin đẹp cho em. Zin toàn xe nhá. Accent đời 2018, 475 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp, số tự động, trang bị động cơ 1.4, zin đẹp cả xe luôn. Chào bác Thanh Tâm nào. Chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên các bác ơi. Biển 90 nhá, có giải đèn led này.
đèn bi salon và có dải đèn led định vị đầy đủ cho em rồi. Bên đây thì có một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chỉ có 385 triệu, đời 2015, bản lắp ráp trong nước. 5 chỗ ngồi gầm cao mà chỉ có 385 triệu, đời 2015, nước sơn thì màu đỏ đẹp đây ạ. Nước sơn màu đỏ đẹp chỉ có 385 triệu thôi, biển 35, bản titanium cao cấp nhất, cửa lock đầy đủ cho em. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, khẩu lệnh nghe gọi, đề lổ thông minh. 385 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet nữa này, biển 34, bánh đậu xanh. Một chiếc Chevrolet Cruze số sàn đời 2012, giá chào bán chỉ có 258 triệu. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương ô tô Hải Dương nữa các bác ơi. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Chào bác Sơn Nguyễn, chào bác Ngọc Diện, chào bác Tuấn Công Bùi. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi nào. Chia sẻ cho em mạnh mẽ lên nào. Vừa lắng vừa ốm mà em Hương vẫn cố gắng để live stream thì các bác biết rằng em nhiệt tình như thế nào rồi đúng không ạ? Chào bác Vũ Đình Khoản này. Chevrolet Cruze có dải đèn led này, đèn là đèn halogen, nước sơn màu trắng đẹp, đời 2012, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán 258 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ cho em. 258 triệu bác chủ cũ còn cẩn thận nhá. Xe gia đình mà. Lên hết cho em ốp hết là lên trần da 3D và 3D ở hết cánh cửa này. Phần dưới táp lô lên táp lên hết rồi. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Accent nữa đây. Nếu bây giờ mà hỏi em Hương về Accent thì em có bảng full màu luôn. Accent đời 2019, số sàn, biển 89, nước sơn màu bạc. Giá chào bán 385 triệu, động cơ 1.4 nhá. Accent bây giờ em là full bảng màu luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Accent màu bạc 385 triệu. Vào sâu bên trong đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning, biển 15 Hải Phòng, nước sơn là màu lông chuột, rất là đẹp luôn. Kia Morning đời 2011, bản nhập khẩu đây ạ. Bản này là bản cửa lock nhập khẩu nhá. Đèn halogen này, có đèn phá xương này, có đèn bi đầy đủ, đèn gầm nữa đây. 285 triệu nhập khẩu đời 2010. Đăng ký đăng kiểm tháng 1/2023. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt luôn 10 triệu đồng, còn 275 triệu. Xin nhan trên gương, số tự động đẹp hoa la răng hoa mai đây ạ, đời 2011. Đang ốm cố gắng lên em, cố gắng thật sự là rất là cố gắng anh ạ. Chào anh Nguyễn Văn Hậu nhá. Chào anh Boy Lam Vũ Văn này, chào bác Phong Thủy này. Các bác giờ các bác chỉ cần chia sẻ cho em Hương lên, mỗi bác lên một lút thôi. Lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em thôi. Rất là ốm. Rất là ốm luôn. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm này, Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp, đời 2015, biển Hà Nội nhá, góc Hà Nội xịn sò, nước sơn màu trắng bản sedan. Em Hương đang bán chiếc xe Kia Rio này là với giá là 325 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay cắt luôn 10 triệu còn 315 triệu cho khách hàng nhà mình khi xem trên live nhé. 325 còn 315. Nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị là 1.4 nhập khẩu đây ạ. Máy số zin, zin đẹp toàn xe luôn. Tư nhân gia đình sử dụng nên các bác cứ yên tâm thôi. Để lại số điện thoại cho em nếu như mà ưng vào chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc bên em ạ. Chào anh Lặng Nhìn Cuộc Sống này. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Spark này. Spark kia màu trắng kia số tự động là 5 chỗ, còn em này là 2 chỗ ngồi nhá. Em Spark siêu nhân này là 2 chỗ ngồi, đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015, bản nhập khẩu, số tự động 1.0. Em Hương đang bán là 152 triệu. 152 triệu là có xe Spark đi rồi. Rất là rẻ đúng không ạ? Chào bác Lặng Nhìn Cuộc Sống, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đấy các bác. Chào con chào cậu Thiết Đồng này, chào bác Tôi Thuyền Xa Bến này, chào bác Trần Tuyên nào. Chỉ cần khách hàng nhờ mình chia sẻ nhiệt tình cho em thôi. Chào bác Đinh Tân Em mà phải không ạ? Hay Đinh Tân Em ạ? Thả tim thả like lên cho em đi ạ. Sơ bắc 85 triệu đời 2009, động cơ trang bị 0.8, ăn xăng cực ít luôn, số sàn. Nếu như mình lái mới này hoặc gia đình mình đi quanh quanh thì đi Spark rất là ok cho em nhé.
85 triệu điều hòa mát lạnh luôn. Bên đây thì còn có một em CDX này. CDX nhập khẩu đời 2010, đăng ký là 2011. Động cơ trang bị 1.6 số tự động. Em Hương đang bán là 260 triệu cho siêu phẩm CDX đây, biển 99 này. CDX bản cửa lóc, đè lổ thông minh, màn hình giải trí, số tự động đẹp. Hơn 200 triệu thì CDX là lựa chọn hàng đầu rồi. Lước sơn rất là đẹp, phanh ABS, la răng thể thao. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động nữa này. Kia Morning với lước sơn màu xanh rất là mát mắt này. Sản xuất năm 2004 và đăng ký lăn bánh là 2006 nhá. Bản nhập khẩu số tự động 1.0. Em Hương đang bán là 160 triệu. Tư nhân biển thủ đô Hà Nội 4 số nhá. Tư nhân biển thủ đô Hà Nội 4 số này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10. i10 biển 34 bánh đậu xanh. i10 bản hatchback cực đẹp luôn, biển 34 bánh đậu xanh. Đời 2015, em này là bản nhập Ấn Độ. Động cơ trang bị 1.0, em Hương đang bán là 225 triệu. Em này sẽ là bản thiếu này. Khách hàng nào quan tâm về dòng i10 mà trên 200 thì em này là đứng số 1 rồi. Ghét nào dưới 150 không à? Dưới 130 à? Xe ghét số tự động thấp nhất phải là 150 rồi anh ạ. Còn Spark thì rẻ thôi. Nói chung là phải cố lên tầm 150 thì mới mua được xe ghét anh nhé. Còn xe Spark thì em có cái loại 90, loại 85, loại 75 có hết anh ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên, chào bác Đào Vũ này, chào bà Lê Mịn này, chào bác Phạm Thuân này. Anh Tân Đình em ơi, em Đình Tân ơi, em có Spark số tự động 152 triệu, Morning cũng 152 triệu số tự động, 130 thì chưa mua được, phải cố lên một chút nữa anh ạ. Chào bác Trịnh Đăng này. i10 đời 2015 bản nhập Ấn, bản thiếu nhá, 225 triệu. Mặc dù em này là bản thiếu nhưng bác chủ cũ là một người rất là ăn chơi, lên độ cho em rồi. Màn hình các phím bấm này, các phím bấm trên vô lăng là độ này, xi nhan trên gương là độ này. Là bản thiếu nhưng độ thành bản đủ nhá. Đời 2015 225 triệu, phanh ABS, la răng đầy đủ này. Chào anh Nguyễn Duy Anh này, chào bác Tô Minh Nguyễn Minh này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Mazda 2 số tự động đời 2012, lước sơn màu xanh đẹp, biển Hà Nội nhé. Mazda 2 đời 2012, bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 1.5. Em Hương đang bán là 298 triệu. 298 triệu cho siêu phẩm Mazda 2, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da là bọc da cao cấp rồi, xe zin đẹp luôn. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 đây ạ. Tucson thì em có hai chiếc Tucson luôn, máy dầu có và máy xăng có. Thì một chút em quay này. Vừa rồi anh nào hỏi em về Corona Antis thì em có này. Anh Trần Linh còn ở đây không ạ? Corona Antis đời 2010, số tự động, biển 34 bánh đậu xanh. Bản này là bản 2.0. Em Vương đang bán là 395 triệu cho siêu phẩm Corona Antis đây. Lồi đồng cối đá đây, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Corona Antis 395 triệu đời 2010. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Avel. Avel với lước sơn màu trắng đẹp đời 2017, động cơ trang bị là 1.4. Em Hương đang bán là 245 triệu cho chiếc xe Avel. Avel đời 2017 trong dòng xe cỏ, xe cũ thì đời 2017 là rất là cao rồi đúng không ạ? Avel đời 2017 đây, ghế da thì căng mọng luôn, điều hòa mát lạnh, vô lăng thì 4 chấu, túi khí an toàn đầy đủ. 245 triệu cho siêu phẩm Avel. Chào anh Hải Trần, chào bác Hoàng Thảo nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương nào. Úi dồi ôi, em ốm cái này mà em cứ phải gào thôi. Các bác chia sẻ cho em lên đi ạ. Avel 245 triệu đời 2017. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Galaxy. Siêu phẩm Galaxy bản này là bản hai cánh cửa. Hai cánh cửa số tự động đây ạ. Giá chào bán bao nhiêu ạ? 445 triệu đời 2009, động cơ 2.0. Lẹt bô ấm ấm cho em là con này đây. Galaxy số tự động hai cánh cửa 4 chỗ ngồi đời 2009 đây. 2.0 nha các bác nhé. Bản 8 túi khí có ga tay tự động, có lưu control,
cửa lóc đầy đủ, nút mở một chạm thông minh. Em này dành cho những bác nào dân chơi thôi. Dân chơi. Điều hòa là auto, chống trơn trượt. Côi cô quăn nước đá còn mất giọng. Cô cứ cho Ngọc uống đi. Đây các bác thấy không? U nhà em đây này, phải mang nước tiếp cho em, nhưng mà nước đá mà có dám uống đâu. Mất giọng rồi không gào được. Galaxy đây ạ, đời 2009 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 445 triệu, 5 chỗ ngồi đầu cao. CRV thì em có nhá, CRV đời 2009 số tự động, em Hương đang bán là 408 triệu. Trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 400 triệu thôi, 400 triệu cho siêu phẩm Galaxy này. Chào bác Nguyễn Đình Quân, chào bác Lương Nguyễn Thành Lương này. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Y10 bản đủ nước sơn màu bạc đời 2014. Đời 2014 sẽ là nhập ấn cho em nhé. Y10 nhập ấn biển 15 Hải Phòng, 240 triệu bản đồ đây. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Xi nhan trên gương, gương kính thì auto tự động cho em. Nút mở một chạm này đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. 240 triệu cho siêu phẩm Y10 bản đồ đây ạ. Y10 bản đủ đây. Đằng sau thì em còn có một chiếc xe Mazda 3, một siêu phẩm Mazda 3 bản Philip đời 2017, động cơ trang bị 1.5 số tự động. Em này thì là siêu lướt rồi. Hai chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao. Phanh tay điện tử các bác nhá. Bản này sẽ là bản phanh tay điện tử này. Giải đèn led này. Đèn bi này, các bác nhìn đèn bi giống mắt con cáo không ạ? Rất là đẹp luôn. 555 triệu đời 2017, phanh tay điện tử và hai chế độ lái, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này, khóa cầu V-Sai, chống trơn trượt đổ đèo cho em. Các bác nhìn này, cái cụm thiết kế rất là đẹp luôn nhá. Bản này sẽ có cửa lóc cho em. Mazda 3 555 triệu. Cảm ơn anh Trương Nguyễn này, rất là ốm luôn. Hôm nay chỉ like tầm nửa tiếng thôi, để báo là về nhiều xe thôi, chứ còn nếu mà để nói nhiều không thể nói được. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio bản zin full đồ đời 2015, zin đẹp toàn xe luôn, biển 23, nước sơn màu trắng đẹp, bản nhập khẩu 1.4, số tự động em Hương đang bán là 390 triệu. Kia Rio 390 triệu bản full đồ, số tự động đẹp, màn hình giải trí này, có ga tay tự động, có lưu control, tổ hợp phím bấm nghe gọi, ghế da zin. À, ghế da này thì em nâng cấp rồi. Ghế da zin thì nó hơi bị ố một tí, nên là em đã đầu tư một bộ ghế da mới rồi nhá. Máy số zin, thân vỏ sơn zin đầy đủ cho em. 390 triệu cho siêu phẩm Kia Rio, số tự động, nước sơn thì màu trắng đẹp đấy ạ. Động cơ chỉ có 1.4 thôi. Chào anh Đặng Văn Huy nè, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Bên đây thì em còn có Captiva nhá. Hôm nay em chốt một chiếc Captiva màu trắng rồi, à màu đồng rồi. Còn chiếc Captiva màu đen này, một chủ từ mới nhá, một chủ tư nhân đời 2007, động cơ 2.4, 7 chỗ ngồi, số tự động. Em Hương đang bán chỉ có hơn 200 thôi. 225 triệu cho chiếc Captiva. Các bác này, một chủ từ mới nhá. Tổ hợp phím bấm khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng này. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo đầy đủ cho em. Bác nào công trình công trường đi rất là ok này. Captiva đây, nước sơn màu đen đẹp, một chủ từ mới, 225 triệu đấy ạ. Chỉ với 225 triệu thôi. Chào bác Lông Văn Thắng này, chào bác Tú Nguyễn, chào bác Trung Kiên. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. À, Y10 em còn có màu đỏ nhá. Biển 1037 này, Y10 bản đủ, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ. Nước sơn thì màu đỏ đẹp. Y10 đời 2015 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 245 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, xi nhan trên gương. Cho chiếc xe Y10 màu đỏ bên em đây ạ. 245 triệu ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Nhấc máy và alo cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Chào bác Nghĩa Phan, chào bác Lưu Văn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Gate nhập khẩu nhá. Gate nhập khẩu đời 2009, 158 triệu thôi. Xe quá là ok luôn. Hát cái tiếng này. Tucson gầm cao 2 chỗ. À là đây, hôm nay em về thêm một chiếc Tucson 2 cầu máy xăng. Rồi 2 cầu đây rồi. Tucson 2 cầu máy xăng đời 2011 bản nhập khẩu, số tự động đây.
Em này em Hương đang bán là 450 triệu cho chiếc xe Tucson đây ạ. Đời 2011, 450 triệu Tucson số tự động 2 cầu, máy xăng, ghế da zin, máy số zin. Xe cực đẹp luôn 2.0 nhá. Đời 2011 có Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Sáng nay thì em đã lên video trước này rồi đấy. Nếu như bác nào mà quan tâm thì gõ vào Lê Hương ô tô của em xem lại cho em bài viết em đã đăng trực tiếp rồi. Bên trong bên ngoài nội thất máy móc em Hương quay rất là kỹ. Cho anh xem xe Mẹc ạ, xe Mẹc đây ạ. Mẹc thì bên em có rất là nhiều xe. Đợi em một chút nhá, đây là chiếc xe Mẹc rẻ nhất bên em này. Em sẽ quay trước này. Một chiếc xe Mẹc biển thủ đô Hà Nội. Mẹc C240 đời 2004, số tự động em Hương đang bán là 199 triệu cho chiếc xe Mẹc đây anh Lưu Văn này. 199 triệu cho chiếc xe Mẹc đây. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Mẹc C250 nữa nhá. Mẹc bên em nhiều lắm. Bình thường các bác cứ nghĩ xe Mẹc sẽ tốn xăng nhưng không phải đâu. Hệ điều hành của xe Mẹc nó là họng rộng đều đời cao. Nó máy nó sẽ tự phân phối với mức xăng phù hợp cho từng cung đường. Đây ạ, một chiếc xe Mẹc C250 bản Blue cao cấp đây. Biển 34 này. À biển 30 thủ đô Hà Nội nhá. La răng dạng tăm này, xin nhan trên gương. Mẹc C250 đời 2009, số tự động em Hương đang bán là 379 triệu. Các bác nhìn bên trong xe Mẹc này, xe Mẹc thì nó sẽ là rất là đẹp luôn. Tổ hợp phím bấm, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Điều hòa đây, túi khí an toàn, ghế da zin, máy số zin, cần số đây ạ. Mẹc Mercedes-Benz đây ạ, 379 triệu. Mẹc Blue cao cấp, các bác nhìn la răng này. Một dàn lốp mới nhá, bộ la răng tâm, phanh ABS đầy đủ cho em. Đây Mẹc đây anh Văn Lưu Văn nhá. Bên em nhiều xe Mẹc lắm. Để lại số điện thoại thì em sẽ tư vấn cho mình một dòng xe Mẹc phù hợp với điều kiện kinh tế với cả mức độ mình muốn mua nhá. Mẹc đấy ạ, rất là nhiều xe Mẹc luôn. Chào anh Bùi Tấn này. Ở bên đây thì em có Tucson 2 cầu, số tự động, máy xăng, 450 triệu, lên đèn bi và có dải đèn LED đầy đủ rồi. Ở đây thì còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2015, nhập khẩu, nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn bi salon có dải đèn LED nhá. Bản này nhập khẩu có cửa lóc cho em. Accent đời 2015 bản cửa lóc nhập khẩu, xi nhan trên gương, 383 triệu. 383 triệu, màn hình giải trí đầy đủ, ghế da lên bộ ghế da cao cấp rồi. Gửi cho anh xem. Anh Lưu Văn ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Một chút nữa xuống livestream thì em sẽ gửi cho anh chiếc xe Mẹc C250 bản Blue cao cấp. Để lại số điện thoại cho em sẽ chụp lại màn hình số điện thoại của anh Lưu Văn này. Anh để lại số điện thoại cho em đi anh Lưu Văn ơi, thì em mới chụp em gửi được. Hoặc là kết nối Zalo của em 0354602790, thì chút nữa xuống livestream em sẽ gửi cho mình nhé. Có lạnh không em? Thôi chị không uống nước lạnh đâu. Thôi chị đang không nói là uống nước lạnh đấy. Chào bác Quyên Mai này. Accent nhập khẩu bản cửa lóc, bản này cũng là bản Blue này. Accent bản Blue sẽ là trong cái hệ điều hành bản cao nhất này. Cửa lóc 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, màn hình giải trí, máy số zin tư nhân gia đình sử dụng, rất là đẹp luôn. 383 triệu. Bây giờ Accent em đang có full bảng màu luôn ạ. Full bảng màu Accent. Chào bác Tâu. Chào bác Phùng nhá, em không biết bọc cái họ của bác là cái gì luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia, Kia Sportage đời 2011 bản nhập khẩu, cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Từ từ em xin phép uống hớp nước đấy. Cảm ơn anh Bùi Tấn nhá. Kia Sportage đời 2011 bản 5 chỗ ngồi gầm cao, cửa sổ toàn cảnh cho em. Đèn bi salon này có dải đèn LED này, phanh ABS chống bó cứng, xi nhan trên gương. Em này đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, sấy sưởi kính này, điều hòa ghế. Các bác đã từng thấy những cái mẫu xe nào có điều hòa ghế chưa? Em này có điều hòa ghế nhá, làm ấm ghế và làm mát ghế theo mùa luôn. Mà giá chỉ có 469 triệu. Số zin đầy đủ cho em, zin toàn xe đẹp, 469 triệu. Cho siêu phẩm Kia Sportage này. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark nữa đây. Spark 93 triệu.
cắt lỗ trong buổi báo giá ngày hôm nay, thu hồi vốn này, còn 85 triệu. Xe thì rất là đẹp luôn nhưng không hiểu vì sao rất là lặng vía chưa bán được nên là cắt lỗ luôn. 93 còn 85 triệu, đi gia đình rất là ok cho em. Bên đây Kia Morning thì em có đời 2016 này. Kia Morning đời 2016 nước sơn màu vàng zin đẹp, giá chỉ có 215 triệu thôi. Lên bộ mâm đẹp, màn hình giải trí, ghế da cao cấp rồi. Máy số zin cho em nhé. Máy số zin ạ. Kia Morning 215 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe bán tải Ford Ranger. Bán tải Ford Ranger đời 2013 bản nhập khẩu. Em này số sàn bản 2.2 nhưng mà là hai cầu này, 405 triệu. Các bác đi công trình công trường là bao giờ cũng kén là hai cầu đúng không ạ? Vì tùy vào cung đường mình đi thích hợp thì mình sẽ điều chỉnh nhé. Cầu leo hay là cầu bình thường. Thì em có đây, 405 triệu số sàn 2 cầu. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, cho chiếc bán tải Ford Ranger 2 cầu ạ. Công trình công trường mà đi với cái tầm tiền hơn trăm, máy dầu thì em có nhé. Isuzu máy dầu đây, đời 2003 140 triệu. Isuzu Highlander 2006 máy dầu, 7 chỗ ngồi nhá, 260 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10. i10 đời 2016 bản nhập khẩu 1.2. Động cơ trang bị 1.2 rồi, 285 triệu. Em này là chiếc xe i10 sedan bản 2 đầu các bác nhá. Sedan bản 2 đầu và là bản đủ này. i10 đời 2016 bản đủ sedan 2 đầu mà chỉ có 285 triệu thôi. Xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, màn hình OLED, tổ hợp phím bấm nghe gọi, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em. i10 bản sedan 2 đầu đây ạ, 285 triệu. Chào bác Dương Văn Thuật, chào bác Tuyến Võ Lô, chào bác Huỳnh Minh Hiếu này, chào bác Trần Lộc Văn, chào bác Bùi Khoa. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và nhóm giúp em nào. Và rất là nhiều xe, Innova cũng có nhá, 7 chỗ ngồi, hiện tại bây giờ là dịch giã đang ổn định rồi thì Innova về phát là cháy hàng luôn. Innova là bản G đời 2010, động cơ 2.0. Em Hương đang bán là 268 triệu cho chiếc xe Innova bản G đời 2010. Bác nào quan tâm về Innova thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790. Chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em nào. Thả tim thả like lên ạ. Chào bác Quang Vinh nào. Thả tim thả like lên. Chào bác Hoàng Thắng Đình này. Hoàng Đình Thắng này. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em đi chứ. i10 đây ạ. À, Innova đời 2010. Rất là nhiều xe đẹp luôn các bác nhé. Ở bên đây còn có cả Kia Forte form dáng thể thao, một chiếc xe Kia Forte số tự động. Em có nha anh ơi, anh Bùi Khoa ơi em có nhá. Xe không dịch vụ, xe gia đình luôn. Innova bản E đời 2014 em mới về. Em vẫn đang cho đi rửa dọn bên xưởng anh ạ. Vẫn cho đang rửa dọn, vừa mới về thôi, vẫn bắt bên xưởng phải để rửa nội thất đi nó mới đẹp được. Không dịch vụ luôn, gia đình sử dụng có Innova đời 2014 bản E xịn. 300 em đang định bấm là bao nhiêu tiền nhỉ? 340 triệu anh ạ, đời 2014 bản E xịn, xe gia đình luôn. Số tự động thì em đang tạm hết anh nhá. Số tự động thì hôm nọ em có nhưng hôm nay thì em hết rồi. Em còn Innova số sàn thôi. Về thêm rất là nhiều Innova luôn. Bây giờ dịch giã gần như là cũng ổn định rồi nên là các bác nhu cầu về Innova rất là nhiều. Rất là nhiều mà dòng xe đẹp rất là có nhá các bác nhá. Nhiều khi các bác bị dịch giã nó chậm một chút, không đi mấy thì là các bác lại bán này. Vios ạ. À, anh Bùi Khoa hỏi Vios à. Em xin lỗi em nhìn nhầm nhá. Vios bản E đời 20, em có đời 2016 anh ạ, màu vàng cát 365 triệu. Em có Vios bảng màu vàng cát ạ. Bị ốm anh ạ. Mỗi lần livestream vào xong là mệt, xong là cứ vã nước đá mà uống viêm họng sốt anh ạ. Nên bị mất tiếng. Vios bản E thì em có nha anh nhá. Này anh này, chiếc Vios bản E đời 2017 đấy, nhưng mà tiếc quá là về phát là bán luôn rồi. Em mới về thêm một chiếc màu vàng cát đời 2016 365 triệu. Nói chung là cứ để lại số điện thoại cho em thì em sẽ dễ tư vấn hơn nhá. Innova số tự động thì em đang tạm hết rồi. Em còn Innova số sàn mới về thôi, tư nhân gia đình. Chào bác Nguyễn Hoàng Hải này. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Forte. Kia Forte đời 2010 nhập khẩu 330 triệu số tự động. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, la răng đẹp, một dàn lốp mới, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ cho em. 330 triệu.
i10 biển 98 nước sơn màu đỏ em mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Một chiếc xe i10 đời 2014 bản nhập ấn số sàn. Bản này là bản 1.0, 248 triệu cho chiếc xe i10. Bản đủ 1.0, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. 248 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ 1.0 các bác nhé. Nước sơn rất là đẹp luôn. 248 triệu đời 2014 đây ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em này. Chào bác Văn Tuấn, chào bác Sang Hoàng, chào bác Lý Tuyết này. Chào bác Nguyễn Hoàng Hải này. Bên đây thì em có Vios bản limo nhưng mà cũng lâng lên thành E rồi. Anh Kiên ơi, thực sự là em có Xpander nhưng mà vì em hay có khách lét đi. Ví dụ như anh Kiên chẳng hạn, khách lét là thường thường là một là hỏi là sẽ lấy vì cái giá bây giờ nó rất là ngược giá anh Kiên ạ. Còn em vẫn có Xpander nhưng mà em có khách lét nên là cứ về phát là em báo ngay. Vì xe đấy giờ nó đang bị lên giá. Nếu như anh Kiên thật sự mà cần một dòng Xpander, cái giá thì em sẽ làm sao cho mình vừa thị trường nhất, còn chất lượng thì em đảm bảo luôn. Xpander bây giờ đời 2019 mà bán ra toàn 580, 585 triệu thôi. Nên là phải khách lét thì em mới để lại anh nhá. Chứ vì giá là ngược lắm, nếu như mà em mang về khó bán anh ạ. Nên là cứ có khách, có dân mà bán phát là em liên hệ với các bác lắc khách nét luôn. Bây giờ anh, nếu như mà 580, 570 thì anh có mua được đời 2019 không? Thì em kết nối cho anh luôn, vì em có xe mà nhưng nó đắt quá. Đắt quá, nó đắt hơn so với 2 tháng trước mấy chục triệu của anh ạ. Xe rất là sốt luôn. Bọn em đi mua xe nhá, rất là mất việc là nhiều khi các bác tả không đúng sự thật. Xe lỗi đâm tè re ra, đi lên tiền xăng xe thì đắt đến lơi, không thể mua được. Còn những chiếc xe đẹp của dân thì bọn em đến mua thì không thể là mua giá rẻ được. Bây giờ thị trường nó lên, các bác dân cũng biết rồi, không thể bán giá rẻ được. Xpander đời 2019 bây giờ serum bán ra ít nhất phải là 570, 580 anh ạ. Không sao anh ạ, khách hàng vẫn tin tưởng mà. Hôm nay em còn có hai bác ở Bắc Giang gọi đến để bán xe, bảo là em chỉ cần đến thôi, xe thì anh đảm bảo xe đẹp mà vải cho ăn thoải mái. Nên là hôm nay lắng em vẫn live chưa, để tối là em đi Bắc Giang đấy anh ạ. Nên là các anh thương em Hương, các anh chia sẻ cho em Hương đi ạ. Các bác phải chia sẻ cơ, chứ nếu như không chia sẻ thì không có bác nào nhìn thấy. Bây giờ Facebook nó bóp tương tác lắm, không chia sẻ là không nhìn thấy khách hàng đâu, khách hàng không nhìn thấy em đâu. Innova đây ạ, em lại về Innova. Anh Kiên Nguyễn ơi, nếu như mà anh lét mà thật sự mà cần một dòng Xpander đẹp để đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ số tự động tầm đời 2019, giá nó phải dao động từ 570, 580 thì anh lại kết nối vào Zalo cho em. Thực sự là em có xe nhưng mà rất là nhiều người dặn em trước, có bác còn tin tưởng em Hương đặt cọc trước 50 triệu cơ. Nên là em mà nhập được xe dân phát là em hướng một phát sang cho bác đấy luôn. Vì em biết cái dòng xe đấy nó đang bị ngược giá, nó đắt lắm. Nhập vào đến thợ bọn em nhập còn run tay đấy, sợ về rồi khách không hiểu cho lại bảo là sao lại bán đắt thế. 2 tháng trước em bán có 550, 540 mà sau 2 tháng giờ dịch giá ổn định rồi. Xpander nó đẹp về hình thức này, mẫu mã này nên nó lên giá rất là sợ luôn. Dòng xe nào cũng lên chứ không chỉ riêng Xpander đâu anh ạ. Chào bác Xuê Vũ này. Innova đời 2006 máy số zin nhá. Em này là máy số zin cũng là tư nhân sử dụng này. Gầm bẹ còn nói không với mục mọt cơ. Bác chủ cũ giữ rất là giữ luôn. 225 triệu cho chiếc xe Innova. Nước sơn thì màu đen đẹp. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa này. Máy số zin, gầm bẹ bao tết không mục mọt cho mình luôn. Các bác nhìn bên trong nội thất chiếc xe Innova đời 2006 này. Tablo này. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa cho em luôn. Màn hình giải trí đầy đủ nhá. 225 triệu cho chiếc xe Captiva, à Innova đây ạ. Innova 225 triệu. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm CDX này, nước sơn là màu xanh đá nhá. CDX nhập khẩu bản cửa lóc, biển 28 này. Đèn halogen này, xi nhan trên hông. Cửa lóc đầy đủ cho em. CDX đời 2009 bản nhập khẩu em Hương đang bán là 248 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí thì cỡ bé bé thôi, đầu đài nguyên bản của xe. Nếu như bác nào mà ưng em này thì em Hương tặng cho mình một cái màn hình Android luôn. 248 triệu cho chiếc xe CDX, cửa lóc đầy đủ, phanh ABS, xi nhan trên hông nhá. Bên đây thì em còn có Captiva này. Captiva đời 2007 số sàn, 275 triệu cho chiếc xe Captiva.
Còn bên đây thì cũng có Captiva nữa này. Captiva cũng đời 2007, em này biển 88 thì là 210 triệu. Nói chung là hai chiếc xem nhau. Vì sao cùng đời mà đắt hơn 5 triệu? Đơn giản là vì hôm đấy em đi mua chiếc này bác chủ cũ Gia Lộc 5 triệu rồi. Nên là em để nguyên cái 5 triệu đấy để Gia Lộc cho khách luôn. Đời 2007 210 triệu đồng. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đầu đèo đầy đủ cho em, túi khí an toàn nhé. Captiva số tự động nước sơn màu bạc cũng chỉ có 228 triệu thôi. Đời 2007. Kia Morning số tự động thì em có này, Kia Morning với la răng hoa mai. Đời 2010 bản nhập khẩu em Hương đang bán là 235 triệu. Động cơ trang bị 1.0 số tự động. Khách hàng nhà mình chia sẻ cho em Lê Hương thế nào? Chắc chỉ tầm lốt chiếc xe này thì em sẽ nghỉ thôi. Không thể gào nữa rồi. Kia Forte, em xin lỗi, Kia Cerato đây ạ. Một siêu phẩm Kia Cerato cháy hàng phải gần lửa năm đi về thêm. Kia Cerato biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp, bốn mắt cảm biến va chạm phía trước, đèn bi salon, xi nhan trên gương, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả bốn bánh cho em. Kia Cerato đời 2017 số tự động bản cửa lock, nước sơn màu trắng đẹp, 488 triệu, đề lổ thông minh, màn hình giải trí tắt bật cảm biến cho em, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, ga tay tự động và tổ hợp phím bấm nghe gọi đầy đủ cho em nhé. 488 triệu cho siêu phẩm Kia Cerato đây ạ. Đời 2017 và là số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Xe này mà đi tán gái không tán được nữa thì thôi chứ còn gì, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Em còn nhiều xe lắm. i10 rồi bán tải rồi Tucson rồi nhiều xe lắm, nhưng chắc hôm nay em phải nghỉ sớm tại vì ốm quá. Nghỉ à? Nghỉ chứ? Em cũng nghỉ đây, không em không thể gào được. Cảm ơn anh Bùi Thái, chào ông Vũ Xuân Thơ này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe, gần như là báo nhưng mà chưa hết, tại vì sức khỏe nó hơi khó chịu rồi, không thể gào nổi nữa rồi. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và để lại cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Số hotline thì em cũng ghi ở đây rồi. Ôi dồi ôi, ốm thật sự rồi các bác ạ. Tối nay còn đi Bắc Giang bắt xe nữa cơ. Vios em đang về thêm này. Còn đang về thêm một chiếc xe Innova bản E nữa, gia đình, không taxi, không dịch vụ. Những bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em nhé. Còn có lẽ hôm nay em xin phép được dừng buổi báo giá sớm ở đây. Ôi, các bác nhìn thấy em không? Mồ hôi ướt đẫm tóc tai này. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi. Khách hàng nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ nhấc máy lên và alo cho em Hương đi ạ. 0354602790 là số hotline mà em làm giao dịch nhé. Còn có lẽ là hôm nay em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây vì sức khỏe nó không được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những buổi báo giá vào ngày mai nhé, khi mà sức khỏe em tốt hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.